Cô chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng trả lời câu hỏi số 4 trang 80 sách giáo khoa sinh học 10, đề bài như sau. Nêu ý nghĩa của quá trình giảm phân. Như vậy, để trả lời câu hỏi này chính xác, các em cần nghiên cứu kỹ nội dung bài 19 giảm phân sách giáo khoa sinh học 10 trang 76-77. Ở đây, cô muốn nêu ra một số ý nghĩa nổi bật mà giảm phân đem lại. Thứ nhất, đó là tạo ra được các giao tử. Điều đó là điều đương nhiên rồi. Như nguyên phân thì một tế bào mẹ chỉ tạo được 2 tế bào con, nhưng giảm phân từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra được 4 tế bào con. Ý nghĩa thứ hai là tạo ra rất nhiều biến dị tổ hợp do sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân kết hợp với quá trình thụ tinh. Thứ ba là tạo sự đa dạng di truyền cho thế hệ sau ở các loài sinh sản hữu tính, tạo nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa. Ý nghĩa nữa đó là duy trì sự ổn định của bộ nhiễm sắc thể của loài. Đó là thông qua quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Ngoài ra, nhờ bao quá trình này cũng đã góp phần duy trì bộ nhiễm sắc thể đặc trưng cho mỗi loài. Như vậy, cô và các em vừa trả lời câu hỏi số 4 trang 80 sách giáo khoa sinh học 10. Cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tập tiếp theo.